Oh my baby I've been waiting for you for the whole day cuối cùng nó cũng tới rồi trời ơi từ hồi sáng về trời nó à, hai cái thùng kia nhận được ngày hôm qua chờ <laughs> cái thùng này để à, mở luôn cho các bạn coi mà à, từ sáng giờ cứ trong nó cứ à, nó gần tới cho nên cứ chờ hoài mới về nghe ông à, ông à, đưa thôi ổng bấm à, chuông ông à, chở đồ tới ông bấm chuông là chạy ra lấy liền <laughs> để mở cho các bạn coi để cho các bạn coi mình mà mua mấy cái này là dụng cụ để phục vụ chuyện quay phim cho nó đẹp hơn. Cái này là cái lens nè các bạn. Mình mua ở trên mạng á. À, cái lens này nó sẽ gắn trên cái camera của cái phone đó. nó làm cho mình nhìn thấy được cái màn nó rộng hơn, nó đẹp hơn. Cái nhiều khi mình muốn quay cái cảnh mà nó lớn chút á mình cái camera mình nó không có đủ cái cái độ lớn đó còn cái này nó, nó nó nhìn thấy nó 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 rộng hơn nó đẹp hơn cái camera thường của mình chưa có thử thì không biết làm sao nhưng mà nhìn nó cũng chắc chắn lắm nhìn nó không phải là làm bằng plastic nó làm cũng cứng cáp thấy cũng đẹp nói chung là nhìn thì thấy ok rồi đó mà để thử mới biết là đẹp hay là không nó về một cái set của nó là như vậy nè nó có cái kẹp này nè các bạn với lại uh, cái kẹp để mình gắn cái uh, cái len vô mình kẹp vô trong cái trước cái phone của mình đó với lại uh, một cái uh, kẹp uh, màu trắng cái kẹp màu trắng là nguyên cái set của nó là như vậy nè mấy cái đồ linh tinh như là um, đồ gắn đồ chùi cổng dây máng đồ này nọ vậy đó cái 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 này là cái cái đồ kẹp có cái đèn cho mình kẹp lên cho nó sáng lên vậy đó còn cái này đặc biệt nè là mình mua cái gimbal gimbal để phone cái gimbal này mới đầu mình định mua cái uh, riêng thôi, một cái gimbal riêng nhưng mà cuối cùng mình mua một cái set của nó như vậy. Một cái set của nó nó uh, gồm chung có uh, cái giỏ như vậy nè cái giỏ để mình đựng mấy cái uh, đồ mình đi quay phim kiểu uh, như là camera rồi mấy cái uh, dụng cụ lens linh tinh trong đó vậy đó mà. Cái túi này nó rộng. Nó để được uh, có thể được để cái cái camera lớn nè. Rồi mấy cái lens mấy cái kim uh, bồ này nọ rồi mình để chung vô đây cũng được nó mà không biết có để không mấy cái trước mình cũng mua cũng có vỏ về cũng dùng bút tiêu không có để còn nữa. cái này nè cái hộp này là cái uh, cái cây kim bồ của mình nè các bạn cái uh, cái này để mình dùng quay phim á mình chạy tới chạy lui rồi đó cho nó đừng có rung rinh nó đừng có shake nhiều quá mình làm cho người ta bị nhức đầu chóng mặt <laughs> kiểu mình mấy người mà quay phim mà cầm mà rung 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 run, cái mình coi mình cũng không bực mình nữa Nè các bạn cái kim nè nó tiện ha nó nhỏ lắm nó ship lại nó nằm trong bàn tay mình nè mình đi mình bỏ nó cũng không tiện hơn nữa Thấy không? nó không có lớn luôn mình ship lại cái nó chút xíu vậy nè đi á mình quay phim á đừng có rung quá hy vọng là có cái này mình cầm cái phone nó đỡ rung cho quay phim nó có chất lượng hơn cho các bạn coi còn cái này nè cái này là cái chân của cái gimbal nè lúc mà mà mua trong cái set đó thì không không có cái này cho nên mình mua phải mua riêng ra à, cái chân này nó lùng nè nó chút xíu rồi các bạn nó mình để lên cái bàn hay là cái gì ấy mình khỏi cầm tay mình thì nó tiện hơn còn đây nè các bạn còn đây là cái cái chân quay phim của mình mình trước mình có mua một cái mà bị gia đình làm gãi rồi gia đình nó <laughs> quay qua cái nó leo lên nó bẻ cái thấy xa gãy luôn ở nhà này nói chung là cái gì mà thể không để cẩn thận phải giấu đâu á chứ không mấy là quay qua là nó nó làm gãy hết luôn nè cái chân quay phía này nè à, mình có thể để mình đứng để xa đó mình đứng đó mình quay mình có thể chỉnh ngắn dài tùy theo mình thích thì cái này nó có cái cái đèn mình uh, quay phim mà cái ánh sáng nó không có đủ á thì nhìn nó không có được đẹp cho nên uh, có cái đèn này thì nó cũng <laughs> đỡ chút xíu mấy cái đống chiến trận này á, là phải dọn dẹp liền chứ một hồi mà quay qua quay lại mà không cẩn thận mà đi ra làm gì á là quay vô là gia đình nó lại nó phá là tiêu hết không biết cái đám này có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu với nó nữa nè. <laughs> nãy giờ là anh đi vòng 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 là anh để ý rồi đó. Mà nãy giờ rầy chần dần anh lắm á. Rầy la lối lắm mi mới bỏ đi chứ không mấy là... Nãy giờ là lại, lại là cũng xé cái này kéo cái kia cũng đã cắn mấy cái rồi đó. Khổ lắm. Ở nhà con nít phải giữ mệt lắm. Tối nay mình sẽ download cái app xuống rồi mình thử cái gimbal Rồi uh, ngày mai ngày mốt thì mình rảnh mình sẽ quay thử coi uh, nó có uh, tiến triển chút nào không uh, Các bạn uh, nhớ ủng hộ mình nha Nhớ uh, cho thêm động lực chút xíu Like cái video dùm nha Với lại đăng ký kênh nhà mình Bye guys Don't forget to like and subscribe Thank you